Chào các bạn nhé. Trước mặt các bạn đây là buổi chiều thu ngày 25 tháng 8, thứ ba ngày 25 tháng 8. Trước mặt các bạn đây là dự án đất nền Vĩnh Yên mà chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn. Dự án này thì có tổng thể dự án thì là có khoảng 26 hectare thôi, cho cả hai giai đoạn. Với tổng cả đâu đấy sản phẩm là 592 lô liền kề shop house. Dự án còn quy hoạch thêm một khu cao tầng khoảng tầm 18 tầng. Thì bây giờ thì về hạ tầng dự án thì bây giờ tại thời điểm tháng 8 năm 2020 thì là cơ bản xong rồi. Đấy, tức là đường xá với lại cảnh quan cũng cơ bản ổn rồi. Đấy, thì là điện đóm, đấy, điện chiếu sáng xong rồi. Đường nội bộ dự án thì chúng ta có các loại đường là từ 13,5 m này, 19,5 m, 21 m. Đấy. Và đường chính thành phố, tức là đường Nguyễn Nguyên Khoái ấy, đường đôi rộng khoảng tầm 32 m. Đấy. Thì chúng tôi đang dịp tháng 8 này, chúng tôi bắt đầu mời quý khách hàng quan tâm. Với giá bán thì bây giờ là nó rơi vào khoảng tầm từ 15 triệu trở lên một mét vuông. Pháp lý thì đầy đủ hết cả rồi. Các lô đất thì là chia rất là đẹp, hầu hết là 5 mặt tiền nhân với lại 20 mét sâu, nó tương đương khoảng tầm 100 mét vuông đấy. Thì tiện ích chính của dự án thì chúng ta có các trường mầm non, mẫu giáo, bãi xe, đấy. Hồ điều hòa, trung tâm thương mại, dãy shop house, nhà cao tầng. Đấy. Thì dự án thì đặt tại phường Đồng Tâm. Liền kế với lại khu dân cư của tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Đấy, và xung quanh thì là dân cư đầy đủ hết rồi. Đấy, trước mặt các bạn xe ô tô đi đấy là đường Tô Hiến Thành đấy. Đấy. Còn đây là đường Nguyễn Khoái, cổng với dự án là Nguyễn Khoái. Đấy. Thì khách hàng khi sở hữu cái liền kề hoặc shop house ở đây thì nó đảm bảo là cái tính thanh khoản, tính ở cũng rất là tốt, bởi vì nó nằm trong một khu dân cư hoàn chỉnh. Kết nối giao thông của khu vực này thì vô cùng thuận lợi. Dự án nằm giữa của quốc lộ 2 và quốc lộ đường tránh 22A, liền kề tất cả các cái trung tâm lớn của Vĩnh Phúc, an ninh tốt là khu cảnh sát hình sự. Cảm ơn các bạn nhé. Chúc các bạn một buổi tối nhiều niềm vui, và có bất cứ cái thông tin nào liên quan đến dự án thì bạn có thể liên hệ với phòng kinh doanh đất nền Vĩnh Yên 0911 58 9191. Cảm ơn các bạn nhé.